Tôi cảm ơn ân nhân đã quan tâm với tôi, với vợ tôi. Tôi biết ơn ân nhân rất là nhiều. Giám đốc xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đạt thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Như video hôm trước thì cháu Lực cũng lá lên báo tin cho bà cụ là sẽ mua cho ông bà cụ là một con dê với lại một con chó để cho ông bà cụ có thêm cái phần kinh tế và có thêm những con vật nuôi của bác. Và cháu Lực cũng đã hỏi ý kiến của bác Thảo Đố và cũng được bác là đồng ý cho cháu Lực là mua dê với lại mua một con chó cho ông bà cụ rồi. Hôm nay thì chắc là ông bà cụ ở nhà đâu có bác, tại vì là hôm qua cháu Lực dặn là hôm nay cháu Lực sẽ mang những con vật nuôi cho ông bà cụ để cho ông ấy chăm. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Có vẻ là nó không nghe máy. Bạn cameraman, mình đuổi con dê đi. Từ lăng bộ. Phải kéo một chút để cô bác này thì nó mới đi theo được. Đi theo. Dê này thì khá là to luôn, với con chó ấy. Ông thì cũng đã chuẩn bị cái chuồng để cho con dê rồi cô bác ạ. Ông mẹ dân già bố. Bố dân già. Ông thì đang pha nước chè sao cô bác. Thấy cháu Lực để xe ở kia và thấy cháu Lực nói chuyện thì ông cũng pha luôn chè luôn. Mày đây à? Dê thì biết vào chuồng luôn này. Không. Dê này thì chắc là một tí là cho đi ra bên kia để ăn luôn cô bác. Để cho nó ăn cỏ luôn đấy. Chó với dê này thì là chó thì sẽ là để một phần thì cháu Lực cũng đã nói rồi. Và một phần thì sẽ để là trong nhà cho ông. Và một phần thì ông hay là đi rừng với cô bác, sẽ đi theo ông với bà cụ để đi vào rừng luôn, coi như là một người bạn của ông với bà. Ông thì hôm nay có đi đâu làm gì không đấy? Hả? Ông thì hôm nay đi đâu làm gì không? Đi lấy củi về. Đi lấy củi à? Mà chỗ nào phụ? Ông cũng tạo được một cái chuồng chắc chắn không? Ông đi nó đi tận đâu lấy củi đấy? Lên rừng. Lên rừng à? Đấy như hôm trước này, cháu bảo đi mua dê cho ông ấy. Đây, dê đây, dê của ông đây nhá. Ông có vui không? Vui. Vui à? Vui. Đây là cái chuồng mà ông tự làm à? Tự làm đấy. Cái chuồng này thì dê đâu các bác. Dê là không có bao giờ ngủ dưới đất. Dê thì dê thì hôm trước cháu Lực cũng đã bảo rồi, nó không bao giờ ngủ dưới nền đất, phải làm một cái chuồng nó nhỏ như này thì nó mới đi ngủ, nó mới ngủ được cô bác. Hay còn chó thì ông sẽ buộc ở đâu chó ấy? Chó này. Chó thì ông sẽ buộc ở đâu? Đỉnh auto phun ông ấy. Cho nó ở kia. Nhưng mà ông phải cho nó ở đây thì nó mới trong được nhà chứ. Đấy, ở nhà thì bà thì chịu trách nhiệm là đi chân dê nhá. Vâng. Ông thì chịu trách nhiệm là chân chó đi. Bởi vì ông hay đi vào rừng đấy. Đấy, ông xem chó để buộc đâu đi. Đấy, cho nó buộc đi. Ông nhớ cho nó ăn đúng bữa nhá. Vâng. Đấy, như con chó này với ông bà. Ê, ông phải buộc đây này, buộc đây luôn này. Vâng. Đấy, ông buộc đây tạm đi. Xong tối thì ông dắt cho nó vào không để cho nó bị mưa nhá. Vâng. Bây giờ ông cho dê đi ăn cỏ đi. Bây giờ vẫn còn sớm ấy. Vâng. Đấy, ông cho dê đi ăn cỏ đi. Thưa cô bác, là cỏ xung quanh ông bà thì có rất là nhiều cỏ cho nên là không có vấn đề, không có sợ là dê sẽ bị đói hay là bị như nào hết cả cô bác ạ. Đấy, hôm nay thì cũng đã mua dê và mua chó đi cho ông rồi. Một tí nữa thì cháu Lực sẽ nói cái giá tiền của con chó với lại con dê cho ông ấy mà. Vậy ông thì lấy dê là đi cho nó ăn cỏ luôn cô bác. À, vừa rồi thì ông với bà cũng dọn cỏ xung quanh này. Ôi ơi, cái này là cái mạ nhà ông ấy nhỉ? Này thì không cần dùng tới đấy nhỉ? Vâng. Dê có ăn cái này không? Có, không. Ăn ít. Ăn ít thôi à? Ừ. Ông dùng dê để đi buộc ở đâu đi, cho nó ăn cỏ đi. Đấy.
Mẹ ông thì hôm nay nhìn thấy ông rất là mừng luôn các bác, khi nhận được là một con dê này với lại thêm một con chó nữa. Đấy, bây giờ thì ông sẽ buộc dê ở đây để cho nó ăn cỏ các bác. Bạn ấy phải rất là cô, phải rất chín lắm lắm. Bây giờ thì tôi sẽ cùng ông đi vào nhà để uống nước một chút các bác. Và quan cảnh của ông bà cụ này thì có rất là nhiều cô bác mà theo dõi sâu thì cũng không hiểu về cái hoàn cảnh của ông bà, cho nên là cháu được xin được phép nói lại thêm một lần nữa. Ông với bà cụ thì hiện tại là năm nay thì được gần 80 tuổi rồi, không có thêm một người con nào, và kèm theo đó thì ông với bà cụ còn là một chút về cái kiểu năng trí tuệ nữa cô bác, rất là tội cho ông bà luôn. Như cái ngôi nhà này của ông bà thì ông với bà là được ở nhờ bên thôn. Bên là thôn cấp cho ông với bà là một tháng là 5 cân gạo để cho ông với bà là đủ ăn trong cả tháng luôn cô bác. Đấy. Tối nay thì ông cho chó ăn nhá. Vâng. Nhớ là đừng để cho nó nhịn đói đấy. Vâng. Đấy, ông tắm cho nó thường xuyên này nhá. Vâng. Đấy, tắm cho nó đi cho nó bớt hôi đi nhá. Vâng. Đấy, chó này thì phải tắm. Còn cái chuồng này cô bác thì hôm nọ cháu Lực cũng đã nói với ông rồi, và ông thì có làm thêm một cái chuồng như này để cho dê ở. Làm mà chuồng như này thì cũng chắc chắn cho dê rồi. Mặc dù là thật sự ra mà để nói con dê cô bác, con dê thì không có muốn ở là ở bằng cái chuồng xây mấy đâu nhá. Nếu mà dê mà muốn ở thì nó sẽ ở bằng cái chuồng là cái chuồng làm bằng ván này hay là làm bằng cái tre này, thì nó sẽ không có bị đau bụng cô bác ạ, dê ấy. Chứ không phải là cháu Lực không không làm cho một cái chuồng mà bằng xi măng hoàn toàn đâu nhá bác. Cô bác nhá, cái gì nó cũng phải có cái lý do của nó, cho nên là cháu Lực mới làm bảo ông là làm như cái này. Và bảo bây giờ đi mua ván thì cái phần kinh phí mà bác Thảo Đố mà nhờ cháu Lực là mua những con vật nuôi cho ông thì thật sự ra mà nói dê thì rất là đắt cô bác. Dê thì cháu Lực đi mua là 1,8 triệu thôi, 1,8 triệu cơ, nhưng mà trả giá xuống là còn là 1,5 triệu, và mua thêm một con chó này nữa thì nó cũng bằng cái giá tiền mà bác Thảo Đố bác đã nhờ cháu Lực là mua cho ông bà. Cái chuồng này ông làm mất bao nhiêu ngày ấy? Chuồng này ông làm mất bao nhiêu ngày ấy? Hả? Cũng tính ngày rồi. Cũng tính ngày à? Thế làm bao nhiêu buổi? 3 buổi. 3 buổi à? Cả lấy cây 3 buổi. 3 buổi tính ra ngày dưới rồi. Cái dê thì đang kêu rồi các bác. Bạn ấy mê đang đây không? Nhìn đang đây. Ôi sao bà lại đi mỗi bên một chân dép này? Mất à? Làm ra mê này à? Này năm khảo chả phì. Này năm khảo á? Ừ. Này năm chả phì. Đi mê bảy ba năm đi. Này năm khảo chả. Mỗi lần lên trên nhà ông là đều có nước chè này cô bác. Chè này thì hình như là được trồng cũng khá là lâu rồi. Được là bên thôn người ta trồng khá là lâu rồi ấy. Ông với bà là chịu khó là chăm con dê với con chó nhá. Vâng. Dê thì một thời gian nữa thì nó sẽ đẻ đấy nhá. Vâng. Đấy. Thưa các bác, dê này thì cháu Lực cũng mua là con dê cái là để cho nó đẻ luôn. Lúc nào mà dê mà cần phối giống hay là như nào đó thì cháu Lực sẽ là đi xin giống để cho ông bà cụ có giống để nuôi cô bác ạ. Và bây giờ thì cháu Lực xin được thông qua một chút là dê là cháu Lực mua bao tiền và chó là cháu Lực mua bao tiền cô bác nhé. Ông thì hôm nay có thấy vui không khi nhận được dê với chó? Vui. Phải chịu khó chăm nó nhau nhé. Vui. Ở đây thì bác Thảo Đố bác ở bên Mỹ có gửi cho ông bà cụ là 2 triệu đồng và cháu Lực với cô với bác Thảo Đố ở bên Nam Mỹ cũng đã nói chuyện với nhau rồi và được sự đồng ý của bác thì là cháu Lực cũng mua một con chó này với lại thêm một con dê nữa để cho ông bà. Dê thì như vừa nãy cháu Lực nói đấy, bảo là mua 1,8 triệu thì trả giá xuống
là được còn được là 1,5 triệu. Và con chó thì cháu được, chó thì cháu được mua là 500,000 cô bác ạ. Chó thì mua, chó thì cháu được cũng mua ở dưới thôn thôi, cho nên là giá nó cũng hơi là cao tí. Chó này thì nó cũng lớn rồi cô bác ấy, nó không sợ mua nhỏ quá thì ông bà lên ông bà không có biết chăm, thành ra là nó sẽ bị còi hay là bị như nào đấy cô bác. Và tổng thể thì cháu được mua là hết là 2,000,000 tròn, vừa cái số tiền mà bác Thảo đố bác đã gửi cho cháu Lực. Và cháu Lực cũng thay mặt ông bà mua nó 39 hút được không? Ừ, 59. Và cháu Lực cũng thay mặt ông với bà là gửi lời cảm ơn tới bác Thảo đố ở bên Mỹ, chúc bác thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong công việc bác ạ. Bây giờ là có thêm một con dê nó vào thì ông với bà sẽ bận rộn hơn đấy nhá. Trước thì cháu Lực cũng tính là mua lợn cho ông bà, nhưng mà bây giờ mua lợn thì gọi là lấy những cỏ dại ở xung quanh này thôi, nhưng mà lợn thì nó cũng phải bao gồm cả cám nữa, thành ra là lợn nó mới lớn nhanh để mà đi bán được. Còn là dê như này thì nuôi một thời gian nữa thì nó sẽ đẻ con, có khi là số may nó sẽ đẻ 2 con luôn đấy. Mấy nữa mà số may nó sẽ nhân 2, một con thành 3 con luôn đấy ông đấy. Đấy, cho nên ông với bà là phải chịu khó nhá. Các bác ở bên Mỹ là thấy ông với bà là không có tiền để mà mua được những con vật nuôi này, thì các bác muốn gửi tiền cho ông bà để ông bà mua đấy. Đấy, bây giờ mà nếu mà đưa tiền cho ông với bà để đi mua thì cũng không có yên tâm cô bác ạ. Tại vì là người ta thấy ông với bà hiền thì mặc cả xuống giá rất là cao. Thì ra là ông, có khi là ông với bà chỉ mua được một con dê thôi cô bác, mà còn nhỏ hơn cái con mà vừa rồi cháu Lực mua. Cái dê này thì mua để nuôi thì nó, người ta không còn lấy cân lên cô bác. Nếu mà tính theo cân bằng giá thị trường thì nó sẽ, nhưng mà đây là mình mua tù mù luôn, cho nên là giá nó cũng vừa vừa thôi cô bác ạ. Dê này bây giờ nếu mà để cân lên thì nó còn cao hơn cái số cân mà cháu Lực tính ra cô bác. Tính ra hết rồi và cháu Lực cũng nhờ, thật sự ra cháu Lực thì không có chuyên mua bán mấy cô bác, cho nên là cháu Lực nhờ các anh mà biết về phân biệt dê và biết thường xuyên mua bán rồi, cho nên là mới làm được như thế cô bác ạ. Bây giờ thì ông thay mặt cả bà nữa gửi một lời cảm ơn tới các bác ở bên Mỹ nhá. Đấy, như các bác thấy hoàn cảnh của ông Thương, thành ra là muốn là làm mua cái phần là kinh tế này để cho ông với bà nuôi nhá. Vâng. Tôi cảm ơn ân nhân đã quan tâm với tôi, với vợ tôi. Tôi biết ơn ân nhân rất là nhiều. Đấy, hôm nay thì có vẻ là nhìn cái khuôn mặt của ông với bà rất là rạng ngời và rất là vui luôn cô bác. Ông thì phải thường xuyên xem con dê với con chó nhá. Vâng. Thấy dê thì như ở xung quanh này thì có cỏ rất là nhiều đúng không? Vâng. Đấy thì ông với bà là chịu khó là đi lấy cỏ cho nó ăn này, hôm nào mà trời mưa đấy nhá. Vâng. Đấy, và ông cũng để là xem hôm nào nắng quá thì ông cũng đừng để cho nó đi nắng quá nhá. Vâng. Đấy, không thì cũng sợ là nó sẽ bị như nào đấy nhá ông nhá. Vâng. Đấy, vừa rồi thì ông cũng gửi một lời cảm ơn tới bác Thảo đố, bác ở bên Mỹ. Và bây giờ thì cháu Lực cũng thay mặt ông bà là gửi một lời cảm ơn tới bác Thảo đố ở bên Mỹ, chúc bác cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống của bác. Nhưng bây giờ có chó như này thì đêm nếu mà nó sủa thì ông phải dậy ra để xem nhá. Vâng. Đấy, trên này thì hôm nọ có trộm, có còn bị mất thêm vụ nào nữa không ông? Không. Không à? Không. Đấy, hôm nọ thì có một cái vụ mà ông bị mất cái một chút gạo với lại thêm một thùng bì nữa cô bác. Thành ra là cháu Lực cũng đã bảo bên thôn và được các anh ở thôn họp, chắc là các anh cũng có trao đổi với toàn thể dân bản ở dưới này rồi. Thật sự mà nói vào cái ngôi nhà của ông bà cụ, cái ngôi nhà này cô bác rất là nóng luôn. Đây thì vừa rồi cháu Lực cũng đã nói rồi, và cái ngôi nhà này thì được ông với bà cụ là được biên xá ở nhờ.
và cũng có bác cũng có thắc mắc với cháu Lực và ông tại sao ông lại có hai cái ngôi nhà của bác, là cái ngôi nhà này là được bên thôn người ta là cho ông với bà để ở nhờ, chứ không thì cái phần ruộng đất của ông bà thì cũng làm thì cũng không có đủ ăn được cô bác ạ. Thành ra là ông với bà là phải làm như vậy. Thì kèm theo đó là ở đây thì ông vẫn đi lấy củi thường xuyên nữa để về là mua thêm gạo này, mua thêm thức ăn để lo cho hai ông bà cụ ở trên này. Đây lên này à, bố ông bà. Ông bà phúc tờ chim này à. À à này à. Một bát nữa à, cái này vai mới nọ. Này vai. Ồ dạ ông cái tớ đi chắc nha. Ông cái tớ đi chắc nha. Chớ à. Ừ. Vừa rồi thì ông có sửa lại cái xích chó cho nó dài thêm. Để à. Ừ, đây tên mày còn tớ tên tớ. Ờ ờ bố. Ờ bố. Ông với bà thì bây giờ có thêm hai con vật nuôi này vào nữa thì cảm thấy ông với bà rất là vui luôn cô bác. Chứ để mà ông với bà mà đi bỏ số tiền đó mà đi mua thì ông với bà không có tiền để mà mua được cô bác ạ. Hàng ngày và hàng tháng ông với bà chỉ có đủ tiền là mua những cái thực phẩm về cho hai ông bà. Ở đây thì mấy cái thùng mấy cái xô này thì ông ấy bà thường hay là đi xách nước về để đây để ông ấy bà là giặt áo này, tắm rửa ở đây luôn này cô bác. Cái chậu này thì hôm nọ cũng là được bác Phong Vũ, bác ở bên Mỹ là nhờ cháu Lực mua lên cho ông bà thôi. Ông phải buộc cho nó dây nó dài dài ra nhá. Vâng. Phải buộc ở đây cho nó dây dài dài nhá. Bao giờ mà ông mà đi lấy củi mà không có cho nó đi theo đâu ấy thì buộc ở đây lúc nào mà nó sủa mình sẽ biết đấy nhá. Có người vào thì mình sẽ biết. Ông thì nghe tin bảo cháu Lực mua dê lên cho ông thì ông cũng tự biết là làm cái chuồng luôn cho dê nó ở cô bác. Cái chỗ này thì ông cuốc để cho ránh nước chảy ra đây à? Đấy, bây giờ thì cho các bác xem lại cái con dê mà cháu Lực mua thêm một lần nữa. Xem là các bác, xem là cháu Lực làm cái vụ này thì theo các bác là có lỗ không các bác? Đấy, tại vì cháu Lực thì không có chuyên môn về mua những con vật để mà nuôi mấy. Và cháu Lực cũng nhờ người mà biết nhìn về những con dê, mà con dê nào mà nó đẻ tốt đấy cô bác. Bây giờ thì có thể là một con, nhưng mà độ tầm 1 năm nữa ông ấy bà, nếu mà nó số may nó có đẻ hẳn 2 con thì là có cả 3 con luôn. Lúc thứ về quốc gia nên quay hồn nhà có mình là phản tiên tầy. Nhìn ông với bà cô bác cảm thấy rất là tội luôn. Đáng lẽ là tuổi này thì người ta đã có cháu rồi mà ông với bà thì còn không có thêm một người con nào. Thật sự ra để mà nói mà ông bà ở dưới kia cô bác thì cũng được, nếu mà thật sự ra để mà nói ông bà ở dưới thôn kia cô bác thì xung quanh hàng xóm của ông bà thì có vẻ như là không có thích ông bà cụ cho lắm, cho nên là ông bà cụ mới quyết định là lên trên này để ở luôn.
Có khi thì ông bà cụ ở đây đến là đến già luôn cô bác. Chứ bây giờ ở dưới kia thì cũng chẳng có biết là cái công việc gì mà để làm. Ở dưới kia thì đến mùa thì đi hộ người ta là làm mà thuê cho người ta thôi. Bạn mê phải biết nhà phải hơi tí bé chỉ nó biết lấy nhà on mà phải biết nhà tí bé chỉ nè. Mấy bà thì đi xem dê liên tục luôn cô bác. Mê biết lấy nhà sớm mơ rắn chỉ đấy. Đấy, mặc dù là dê đang buộc ăn cỏ nhưng mà bà vẫn là ra đây là để xem dê và hái cỏ cho dê luôn này cô bác này. Chắc có khi là nó còn đi xe cô bác. Chắc là vừa rồi thì cháu Lực lái xe về cô bác. Chắc là do là nó còn bị say xe hay là như nào đấy. Còn là sợ người cô bác ạ. Dê này thì là vẫn còn non thôi. Thì nó hơi có vẻ sợ người một tít. Thì bên lên vít nâng oán lên vít đang vù thì con nằm mê. Hầu như là ở cái khu này chỉ nghe những cái tiếng mà chim hót thôi. Đấy, nhưng cô bác, như cây chè này thì có thể nói là được giống như kiểu chè cổ thụ cho cô bác rất là to rồi đây này. Trên thì có cả chè nữa. Và ở đây thì nếu mà có cô bác nào mà muốn mua chè đấy thì cháu Lực sẽ lên bảo ông là hái những cái cành chè non này này để mà ông đi phơi và ông sẽ rang lên này cô bác. Chọn toàn những cái cây chè mà cây to thôi. Thì có thể liên hệ qua cái số điện thoại để trên màn hình và gọi điện cho cháu Lực để mua. Ở đây thì nếu mà bảo ông bà cụ hái mà sao lên ấy, có khi thì độ tầm 1-2 cân thôi. Bà thì chắc là ở đây là trong dê luôn rồi cô bác. Ông thiết kế chỗ bộc chó xong chưa? Hả? Thiết kế chỗ bộc chó xong chưa? Xong. Xong rồi à? Ừ. Thế bây giờ có chó vào thì không có sợ trộm nữa nhỉ? Vâng. Đấy, nếu mà ai mà vào đây lạ là nó sủa liên tục đấy. Đêm hôm qua lại không dám ngủ. Không dám ngủ luôn à? Ừ. Ôi. Có con gì là không dám ngủ đấy, đêm hôm qua đấy. Thế mà như đêm hôm nay thì có dê với có chó thì ông có dám ngủ không? Có à? Không dám ngủ đâu. Không dám ngủ luôn á? Ừ. Ôi. Cháu ông sợ mất à? Ừ, sợ mất đấy. Có thể nói là... Con chó là sợ chó của người ta để cắn đấy. Nhưng mà ở khu này thì chắc là không có chó nào vào đâu. Chỗ ông Thiên là nó hay lên đây à? Ừ. Là chạy về đây đi. Bao giờ mà nó to lên thì nó mới không sợ. Ừ. Bây giờ thì nó còn nhỏ ấy. Ừ, Nga trở sắc đầy và đuôi chua nên là cua đúng mà đóng về. Dê này thì ông chịu khó mà nuôi lúc nào mà cháu lên ấy thì đến mà tuổi mà cặp kê đấy. Vâng. Thì cháu sẽ bảo với ông rồi mang đi lấy giống nhá. Vâng. Đấy. Đỡ đâu mà sau này mà nó số may mà để được hai con thì ông với bà có một đàn dê luôn đấy. Vâng. Đấy. Ông thì hôm nay thì chắc là rất là vui rồi nhỉ? Vậy. Đêm nay thì có mất ngủ không? Không mất. Đêm nay không mất ngủ à? Nhưng mà ông phải cẩn thận là xem dê với chó nhá. Vâng. Đấy. Đơn. Mấy đêm lại mắt lại không ngủ được. Chắc là do là đến tuổi rồi thành ra là bị thế đấy anh nhỉ? Ông nhỉ? Bây giờ thì có cả chó nữa cả dê nữa, có lúc nó sủa là ầm lên đấy. Nhưng mà nó sủa nó mà kêu nhiều quá ông có thích không?
thích. Thích à? Ừ. Thế còn là đỡ hơn là không có con gì, con vật gì để mà kêu nhỉ? Ừ. Ừ. Và bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng sẽ di chuyển đi về thưa cô bác. Và thêm một lần nữa, cháu Lực xin được gửi lời cảm ơn tới bác Thảo Đố, bác ở bên Mỹ rất là nhiều. Và gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác, anh chị, khán giả ở trên kênh Bản Em. Chúc tất cả các bác, các anh chị và tất cả các khán giả của cháu Lực thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống, làm việc gì cũng buôn may bán đắt. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Trong thời gian qua thì cháu Lực cũng rất là nhiều cô bác anh chị là tin tưởng cháu Lực và gửi những tấm lòng vàng của cô bác anh chị tới cho cháu Lực, và để cháu Lực đi trao cho những hoàn cảnh cháu Lực cũng rất là mừng cô bác. Còn bây giờ thì cái thức phim hôm nay cháu Lực xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Tôi xin chào tất cả mọi người. Rồi. Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua một ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác.